Ôi trời. Lắc kỳ sao con? Con thương lắc kỳ hả? Con le lưỡi ra mẹ coi coi. Le lưỡi ra coi. Trời ơi cái lưỡi xanh lè. Nhưng mà ờ à, cái tay con bị lột da hả? Dạ, té nó ra sai. Con té ao sai hả? Dạ, té sao con té sao con diễn tả lại cái cảnh té coi. Chạy. Ờ chạy rồi sao nữa? Rồi sao nữa té sao? Té sao? Bước lên đây con. Thấy chưa? Diễn xạo mà té thiệt luôn. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Hôm nay là một ngày trời rất là đẹp luôn mọi người. Hiện tại bây giờ là mọi người coi, không nói xạo luôn, gần 8 giờ tối rồi, trong 15 phút nữa là 8 giờ đó. Mà mọi người coi trời nè. Chị đi, come here. Jade, you want to share with her? No. No? I already did. Oh, okay. Ngọc hỏi Jade có muốn chia cái một nửa cái bánh đó cho chị không? Jade, bé nói là không, nó ăn rồi. Say, Jade, say hi, nice to meet you. My name is Jade. Trời, con ăn, cái ăn bánh mà nó liếm, nó liếm cái bánh nè, có được không? Có được, có liếm cái bánh được không? Liếm toàn liếm được, không nó ăn bánh. Chủ yếu cho nó đe đó ăn cái bánh. Ăn vậy rồi rồi của đâu chịu cho nổi hả trai? Cái bánh nó mắc dễ sợ luôn á cô chú. Lần đầu tiên mà Ngọc mua cái bánh mà nó mắc tới mức độ đó đó. Cái bánh là nó bán là bao nhiêu ta? $4 là 90.000 cái đó. Nghĩ sao? Cái bánh chút xíu vậy đó mà bán $4. Mà Ngọc nghĩ là do những cái nguyên liệu của nó làm á, tại vì Ngọc mua ở trong cái chợ này gọi là chợ Whole Foods á, những nguyên liệu nó làm là giống như là tốt á, nên là mắc tiền. Nó là nó thấy người ta là đi theo ta. Bước qua đây. Come. Bước qua đây. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Coi tướng qua đây nha. Áo này mua năm ngoái tới giờ, năm ngoái mặc hơi rộng, năm nay mặc là đúng gì luôn. Bạn thấy mấy đứa nít này nó đi ra ngoài hồ, ngoài sông là nó phải mặc đồ bơi, đồ biển à, đồ bơi à, chứ không mặc đồ bình thường. Đi ra ngoài đây mà mặc đồ bình thường là dị hợm lắm luôn á, là không đúng luôn á. Đi đâu đi, miễn mà tới sông tới nước là phải mặc đồ bơi. Chay, con để chị đi đi chay. Con đừng đi theo chị nữa con. Ba chay đang đóng thuyền lại tại vì ngày mai, tối nay với mai là mưa. Is it yummy? Yeah. I'm glad you like it. Chay đi, cái con này con gì? Con gì? Con gì mà con nó con gì? Ê đừng bỏ dưới đất, đừng có bỏ dưới đất. À cái con này đã nên là nó ở ngoài nó bay á phải không? Dạ. Nhưng mà cái con này gọi là con gì? Con ladybug. Ladybug. Yeah, right. Ladybug. Nó đúng rồi, con nó gọi là con ladybug. Gió quá. Mà con kể cho cô chú nghe coi, hồi trưa này mẹ bồng con đi tắm đúng không? Quay lại đây coi. Hồi trưa này mẹ bồng chay đi tắm phải không? Lạnh. Lạnh phải không? Rồi mẹ cho chay hợp với sông đúng không? Dạ, phải hấp lạnh. Sao? Quay qua đây nói chuyện coi. Hấp lạnh đi. Nhỏ xuống. Ừ. Ừ, nhắm mắt lại rồi sao nữa? Con sợ không? No, I'm not. Con sợ rồi, con nói không, enough hả? À, con chú biết nó kể câu chuyện nha không? Nó kể là câu chuyện Ngọc cho nó tắm dưới đây nè, Ngọc với nó tắm xong rồi cái Ngọc 1, 2, 3 nhấn nó xuống, cái xong rồi cái hả nó nói là nó nhắm mắt lại ha, rồi cái nó đếm 1, 2, 3 cái nó cái là nó lặn xuống nước ha, cái xong rồi cái nó khi mà nó trồi đầu lên á, cái này là nó kể á, khi mà nó trồi đầu lên á là nó nói không làm nữa, enough có nghĩa là đủ rồi
Trời, bữa nay nó cho nó nói cái chữ gì đó, muốn tán cho nó mà sáng một bàn tay như sao. Con chay chay con nói chữ chữ enough coi. Enough. Enough. Enough là đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, it's a spider, đúng rồi. Đó, đúng rồi, it's a spider đó con. Đứng làng đó chay ơi. Đứng đây con. Trời ơi, nó kể một câu chuyện mà nó kể mà nếu không ai không tôi không có ngồi để tôi dịch là không ai hiểu câu chuyện luôn. Lặn xuống xong rồi cái mẹ lặn xuống nhắm mắt lại bịt mũi lại xong rồi cái ngồi lên nói với mẹ là không có làm nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ đâu biết chị đâu, đâu không biết trong đây có bị tiếng gió cho cô chú không, cô chú thấy tóc của chay là cô chú thấy gió cỡ nào đó. Rồi cái nghe nè, rồi mẹ cho con lặn rồi con làm sao con kể lại câu chuyện coi. Ừ, nó lặn vậy đó hả? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ờ, rồi lặn sao nữa? Lặn sao nữa? Con ngồi đầu lên con nói sao? Con ngồi đầu lên. Hả? À, con ngồi đầu lên con nói sao? Ngồi đầu lên nói sao? Đó, có gió đó, gió mà gió thổi lên. Có cái xe bay đâu đâu? Ừ, đó xe bay đâu nè. hát luôn giọng dễ sợ hát it's a spider nó rập rồi qua đó sao. Cái con nhỏ này là có cái kiểu này là cái bánh này nó không ăn hết, nó không ăn bánh, nó liếm đường không mà nè. Nó nói daddy I have ladybug, nói tiếng Việt coi. Trời ơi nó mà trời, nó kêu ba mẹ nó như nó người lớn. Mom, dad, stop it mom. Trời, nó nói vậy đó, có được đó không? Nó nói mẹ ơi dừng lại đó, mà nó nói y như người lớn nói vậy đó. Ví dụ như con nít thì người ta nói mami đúng không? Mami, còn nó là đó. Cái gì con? Cho ba ăn miếng. Can we share? Yeah, I just wanted to find out what a $4 cookie tastes like. How does it taste? Okay, normal. Uh-oh. You dropped your cookie. Are you eating the cookie on the ground? Yeah. Who eats the cookie on the ground? Oh. Whoa, whoa, whoa. Baby, stop. Bị té, đúng Mommy rồi. Said stop. Because you could fall in. Này, bà nói chuyện như người lớn vậy. And then Mom! Dad! Mom với dad không à, con nít người ta kêu toàn là mommy với daddy không à, còn bả là mom dad. Careful Jane, don't throw that, you better not throw that cookie. Con bà này mốt ba con bà mà nó lớn nữa là bà nói chuyện là già còn hơn cái cà nữa, bà nói chuyện già y như con mẹ của bà vậy đó. Careful. Hả? Đúng rồi, mẹ phải bị careful ha, không may là mẹ té. Đúng rồi, mẹ phải cẩn thận, không may là mẹ bị té. Ờ, bị té vậy hả? Ừ, đi tắm hộp nước vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi con ngồi lên con nói sao? Xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ hả? Dạ. Ừ vậy hả? Mà con lặn sao? Con lặn xuống nước sao? Con lặn sao? Mẹ cầm cho, mẹ cầm cho rồi con lặn xuống nước sao? Tự làm sao? Mấy mẹ. À, con làm cho mẹ ăn hả? Không, mẹ không ăn. No, I don't like it. I don't like cookies. Mẹ không thích ăn mấy cái này đâu. Rồi con té vậy hả? Dạ. Rồi sao? Rồi con lặn sao? Con hít hơi vô rồi con. Đúng rồi, hít hơi vô rồi lặn đó. Lặn sao? Lặn lại coi, lặn lại coi. Đúng rồi. Bye bye nè. Ừ, bye bye nè, đúng rồi. Bye bye. Đây, con nói đây chay chay. Chay chay con nói cho cô chú nghe coi đây nè. Bà ngoại tên gì? Con không biết. Anh này. Xạo. Ê dơ quá. Ừ, cái đó dơ quá con. Dơ. Sao vậy bột? Ừ, nó nói dơ tại sao vậy bột? Lại hỏi tại sao thuyền dơ vậy? Cho coi được không? Mà bây nè, xin lỗi hả? Ủa sao xin lỗi được? Xin lỗi chưa? Mà chay, khoanh tay lại hả? Ủa sao thuyền sao khoanh tay lại được? Ăn. Ê, dơ, bậy cái đó. Cái đó là diễn quá, sao hơi bị nặng rồi đó. Nhưng mà bây giờ con quay lại mặt mẹ hỏi nè, quay lại mẹ hỏi muốn mẹ mua bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên Phương. Đó đàng hoàng, bà ngoại tên gì? Ờ nhà nói đàng hoàng nha, con biết mà con xạo quá. Con đứng 7. 7 đúng rồi. Giỏi.
giờ nó biết rồi đó. Bố muốn vọng vậy sao? You wanna go boat? Yeah. Không, ba đóng lại rồi không có được đi boat nữa. Dad, come out the boat. Không, nó nói từ từ. Dad, come out the boat. Là thấy không, nó có một chữ tiếng Việt dính trong đó là ba chữ tiếng Anh. Là ba, đi ra, đi thuyền. Con nói con muốn đi thuyền. 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 Con nói này, tàu. Tàu. Tàu lao. Tàu lao. Mí lao. Tàu lao. Tàu lao mí lao. Tàu mí lao. Nặng lắm. Thiệt, mong mốt mà bà lớn lớn lên chút nữa, bà già còn hơn mẹ bà nữa. Mẹ bà là đã già rồi đó. Mẹ bà là già trước tuổi luôn á. Bà già y chang. Mà bà học từ mẹ, bà là bà già còn hơn nữa. Bà mà 14 tuổi là bà là người ta tưởng bà nói chuyện, người ta tưởng bà 30 không á. Đó là đường là khỏi sợ ai hiếp bà đó. 14, 15 tuổi mà ra đường hỏi coi bao nhiêu tuổi. Mới 15 mà, trời ơi, tưởng 30 chứ. Đi con. Không được rồi, ăn mà ăn cái ngọt ngọt đó không là không thấy không được rồi. Phải ăn hết cái bánh luôn mới đúng. Đúng rồi, giỏi. Nó khó ăn một cách đó hả, là nói là vô cùng luôn rồi cô chú ơi, nó khó ăn á. Nó khó ăn mà khó còn hơn ba nữa. Ăn cơm thì ăn cơm trắng không, rồi hoặc là cơm với trứng. Còn lâu lâu thịt thì mới ăn, chứ còn thịt mà ấy cũng không ăn thường xuyên nữa. Đi vô đây mày hỏi này nè, đi vô đây nè. Vô đây. Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Đi vô đây con, vô đây con, vô đây chơi. Vô đây mày cho hỏi này nè, vô đây mày hỏi này nè chơi. Vô đây chuẩn bị mưa nè chơi nè, coi cái trời chuẩn bị mưa nè. Để lên vô đây. Vô đây ngồi nè. Đi đây. Không phải, con nói thì sao? Please. Please, nhưng mà con nói mẹ ơi cho con. Mẹ có con. Đúng rồi. Cookie. Cookie. Con này là con gì á? Con không biết. Con không biết. Con này con gì mới nói giờ không biết, con này xảo. Con không biết. Con ladybird. Đây con ladybird. Con dưới. Rồi dưới. Bây giờ chơi nhìn vô chơi nói cho cô chú nghe coi bà ngoại tên gì. Xạo tên gì? Yeah. Bà ngoại tên gì? Yeah. Bà ngoại tên em chay chay của mẹ em ơi. Không, em chứ mẹ Trâm Dèo. Bà ngoại tên gì? Bà Trân Bảy. Đúng rồi, thấy chưa biết mà. Ông ngoại tên gì? Ông chưa không biết luôn. Biết. Ông ngoại tên gì? Không biết luôn. Biết mà. Ông ngoại ông ngoại tên là Dwayne. Dơ. Không được làm vậy, dơ. JD, that's nasty. It's blue. Yeah, it's blue, I see it. I see it's blue. Nó nói cái đó màu xanh đó, nhưng mà không có được làm như vậy. JD, mẹ nói không có được làm như vậy mà. Thì con làm gì, con gỡ cái mài ghẻ ra đây rồi. Ngồi đàng hoàng. Chị. Không, chị ngồi đó là cũng được qua chị á. Nhìn thẳng thôi. Chị, anh nhau, không ăn. Không chị ăn. Không ăn bánh. À chị không ăn bánh, con cho chị mà chị không ăn hả? Dạ. À ngộ ha. Sao chị không ăn kỳ ta? Mà chị ăn bánh chị thấy ngon không? Dạ. Mà chị có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Mà chị có thấy mẹ thương chay không? Con muốn đi xuống vô nhà hả? Đi mẹ bồng con xuống. Không, chị bồng xuống. Hả? Ừ.